Xin chào các bạn đang đến với WS Edu, chuỗi video đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chỉ số vô cùng quan trọng, đó chính là chỉ số ROE. ROE là viết tắt của Return on Equity, có nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đây là một trong những chỉ số vô cùng quan trọng mà hầu hết các nhà phân tích sử dụng để đánh giá doanh nghiệp cũng như là tìm ra những cổ phiếu hàng đầu. Vậy chỉ số ROE cho chúng ta biết điều gì? Với một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận? Một doanh nghiệp có chỉ số ROE ổn định ở mức cao, duy trì hoặc là gia tăng qua các năm có thể được xem như là một dấu hiệu cho thấy vốn chủ sở hữu đang được sử dụng hiệu quả. Thông thường thì ROE lớn hơn 20% cho thấy doanh nghiệp đó đang có một cái tín hiệu tốt. Tuy nhiên, để mà chúng ta có thể kết luận là chỉ số này cao hay thấp, bao nhiêu là hợp lý thì chúng ta cần phải phân tích sâu hơn tùy vào đặc thù của riêng mỗi doanh nghiệp cũng như đặc thù ngành nghề kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Chúng ta cũng lưu ý các trường hợp như là vốn chủ sở hữu bị âm hay là lợi nhuận âm thì chỉ số ROE lúc này sẽ không phản ánh một cách chính xác, bởi khi đó hệ số này sẽ là một con số âm. Hoặc nếu ROE thấp hơn lãi suất vay ngân hàng, cho thấy là doanh nghiệp chúng ta đang sử dụng vốn vay không hiệu quả, lợi nhuận tạo ra không đủ để bù đắp cho chi phí lãi vay. Vậy thì cách chúng ta có thể sử dụng đối với chỉ số ROE này như thế nào? Chúng ta có thể so sánh với chính chỉ số ROE của doanh nghiệp trong quá khứ, hay chúng ta so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và chúng ta so sánh với trung bình ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào công thức tính ROE để chúng ta hiểu rõ hơn về được cái bản chất của chỉ số này. ROE thì bằng lợi nhuận thuần chia cho vốn chủ sở hữu bình quân. Lợi nhuận thuần chúng ta hoàn toàn có thể lấy được trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công bố, và cái chỉ tiêu đó chính là lợi nhuận sau thuế. Còn phần vốn chủ sở hữu bình quân là gì? Vốn chủ sở hữu bình quân đó chính là vốn chủ sở hữu đầu kỳ cộng vốn chủ sở hữu cuối kỳ và chúng ta chia cho 2. Tại sao lại phải lấy vốn chủ sở hữu bình quân? Để chúng ta có thể giảm được cái tình trạng đó chính là cái sự chênh lệch quá lớn giữa đầu kỳ và cuối kỳ, khi mà trong kỳ doanh nghiệp gia tăng hoặc là giảm bớt vốn chủ sở hữu rất là lớn. Chúng ta cùng đi vào một cái ví dụ đối với một cái doanh nghiệp khá là quen thuộc trên sàn, đó chính là Vinamilk. Thì chúng ta thấy trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chúng ta có được lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Vinamilk là khoảng 8.577 tỷ đồng. Tiếp theo chúng ta đến với bảng cân đối kế toán. Ở trên vốn chủ sở hữu của chúng ta có đầu kỳ khoảng 35.850 tỷ. Và cuối kỳ chúng ta có khoảng 32.816 tỷ. Vậy thì chúng ta sẽ tính bình quân vốn chủ sở hữu bằng cách chúng ta lấy đầu kỳ chúng ta cộng cuối kỳ rồi chúng ta chia cho 2. Áp dụng vào công thức ROE bằng lợi nhuận thuần chia vốn chủ sở hữu bình quân. Sau khi thuế số mà chúng ta lấy được trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chúng ta tính ra được cái chỉ số ROE này là khoảng 29,84%. Vậy con số này có ý nghĩa là gì? Cho chúng ta biết là đó chính là một đồng vốn chủ sở hữu mà cổ đông Vinamilk bỏ ra sẽ tạo ra khoảng 0,29 đồng lợi nhuận thuần hàng năm. Đây là một con số khá là cao đối với những cái doanh nghiệp mà niêm yết trên sàn, hoặc là riêng trong ngành sữa thì Vinamilk cũng duy trì một cái mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khá là cao so với các doanh nghiệp khác. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái câu chuyện lịch sử xem là cái chỉ số này của Vinamilk là trong quá khứ cao hơn hay là thấp hơn. Chúng ta cùng xem là vào các năm trước như là 2018, 2019, 2020 và 2021 thì chỉ số ROE của Vinamilk dường như là có cái câu chuyện là đang giảm dần theo cái xu hướng là giảm nhẹ, đúng không ạ? Hầu như là cũng từ cái giai đoạn này năm 2018 thì bùng lên cái câu chuyện về cái tăng trưởng của Vinamilk, bởi vì cái thị phần có vẻ như đã bão hòa, cái câu chuyện tăng trưởng đang dấy lên một cái làn sóng khá là lớn. Không biết là Vinamilk sẽ có cái động lực nào mới để tăng trưởng bản thân hay không, để gia tăng thêm thị phần, gia tăng thêm doanh thu cũng như là lợi nhuận. Và chúng ta cùng nhìn vào giá cổ phiếu ở giai đoạn này. Chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn trước khi mà Vinamilk liên tục tăng trưởng thì những cái hệ số như là ROE thì cũng tăng trưởng theo, và kéo theo đó là giá của cổ phiếu trên sàn cũng tăng rất là tốt. Tuy nhiên từ năm 2018 khi mà cái chỉ số ROE có xu hướng giảm thì giá cổ phiếu cũng bắt đầu là có xu hướng là giảm dần. Cái xu hướng chung của cổ phiếu vẫn là giảm, đúng không ạ? Và chúng ta quay trở lại về chỉ số ROE thì không chỉ chúng ta có thể phân tích ROE thông qua lợi nhuận chia vốn chủ sở hữu,
mà chúng ta còn có thể áp dụng mô hình Dubon để chúng ta có một cái góc nhìn xa hơn và rộng hơn thông qua những cái chỉ tiêu khác nữa, bằng cách là chúng ta nhân cả tử số và mẫu số cho doanh thu và nhân cả tử số và mẫu số cho tổng tài sản, thì chúng ta sẽ chia tách ra được các phần như sau. ROE chính là bằng lợi nhuận chia doanh thu, nhân cho doanh thu chia tổng tài sản và nhân cho tổng tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Hay nói một cách khác, đó chính là bằng biên lợi nhuận ròng nhân cho vòng quay tổng tài sản và nhân cho tổng tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Thì chúng ta có thể thấy áp dụng theo cái mô hình Dubon thì cho chúng ta biết được là ROE chịu tác động của ba nhân tố. Thứ nhất đó chính là hiệu quả hoạt động thông qua biên lợi nhuận ròng, hiệu quả sử dụng tài sản thông qua vòng quay tổng tài sản, và cuối cùng là đòn bẩy tài chính thông qua hệ số tổng tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Thì cái sự yếu kém trong hiệu quả hoạt động hoặc là cái hiệu quả sử dụng tài sản sẽ làm cho ROE giảm, hoặc là ngược lại, nếu như mà có sự tích cực trong cái hoạt động, hiệu quả hoạt động hay là hiệu quả sử dụng tài sản sẽ khiến cho ROE tăng lên. Và đồng thời khi xem xét về hệ số tổng tài sản chia vốn chủ sở hữu, hay còn gọi là tỷ lệ đòn bẩy tài chính, có vẻ như chúng ta thấy là ROE có thể được đẩy lên bằng cách nào ạ? Bằng cách gia tăng nợ vay trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi mà gia tăng nợ vay thì cũng sẽ làm gia tăng chi phí lãi vay, do vậy sẽ làm giảm cái biên lợi nhuận, là một cái nhân tố mà có thể làm giảm cái chỉ số ROE. Vì thế ROE lúc này có thể tăng hoặc cũng có thể giảm nếu như mà chúng ta chỉ có một cái góc nhìn đơn giản về việc là cái việc mà gia tăng đòn bẩy tài chính thì sẽ làm cho ROE tăng, thì nó cũng thực sự không chính xác, mà còn phải xét xem là cái việc sử dụng đòn bẩy tài chính có hiệu quả hay không ha. Việc mà chúng ta chia tách ROE ra coi như là một cách mà để thuận tiện hơn trong cái việc tiếp cận ROE ở các góc độ khác nhau, không chỉ riêng ở lợi nhuận cũng như là vốn chủ sở hữu. Thì chỉ số ROE của chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Mong là thông qua chỉ số ROE sẽ giúp các anh chị nhà đầu tư của chúng ta có góc nhìn sâu hơn trong việc phân tích và tìm kiếm một cái cổ phiếu hàng đầu. Để học thêm nhiều kiến thức hữu ích, các bạn đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh của Yuanta trên các nền tảng mạng xã hội, hoặc có thể đăng ký các khóa học đào tạo trực tuyến trên trang web westedu.yuanta.com.vn. Và nếu các bạn chưa có tài khoản chứng khoán, hãy mở tài khoản ngay để sử dụng toàn bộ hệ sinh thái hoàn toàn miễn phí tại Yuanta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.